Theo thống kê từ các cơ sở y tế trong cả nước, chỉ trong tháng 1 năm 2023, có trên 50.000 người bị chó cắn, mèo cào, phải tiêm chủng tiêm vaccine phòng bệnh dại. Nếu so sánh cùng thời điểm tháng 1 năm 2022, số người bị chó cắn mèo cào tăng gần 10.000 ca, tương đương khoảng 30%. Còn theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Bên cạnh đó, công tác lấy mẫu xét nghiệm dại trên đàn chó mèo cũng cho kết quả tỷ lệ chó mèo mắc virus dại cao. Điều này dấy lên hồi chuông báo động về việc bệnh dại có nguy cơ tăng mạnh, song thói quen nuôi chó mèo thả rông của nhiều gia đình vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, việc tiêm phòng vaccine ngừa bệnh dại cho chó mèo chưa được nhiều người thực sự quan tâm.